chẳng phải lìa pháp không viễn ly riêng có pháp có thể đắc làm sao để con hiểu được nghĩa như thế phật bảo thiện hiện ý ông thế nào hữu tình thường có ngã vân vân và tâm chấp ngã vân vân không thiện hiện bạch bạch thế tôn đúng như thế phật bảo thiện hiện ý ông thế nào hữu tình do chấp ngã và ngã sở mà có không viễn ly phải không thiện hiện bạch bạch thế tôn đúng như thế phật bảo thiện hiện Ý ông thế nào hữu tình do chấp ngã ngã sở nên điều chuyển sanh tử phải không? Thiện hiện bạch, bạch thế tôn đúng như thế. Phật bảo thiện hiện, hữu tình điều chuyển sanh tử như thế nên tạo ra có tạp nhiễm và thanh tịnh. Do các hữu tình chấp trước sai lầm về ngã và ngã sở nên nói có tạp nhiễm, nhưng ở trong đó chẳng có sự tạp nhiễm. Do các hữu tình không chấp trước về ngã và ngã sở một cách sai lầm nên nói có thanh tịnh, nhưng ở trong đó chẳng có sự thanh tịnh. Thế nên này thiện hiện, tuy tất cả Pháp đều không viễn bi, nhưng các hữu tình cũng có thể tạo ra có nhiễm, có tình. Nếu các Bồ Tát luôn thực hành như thế thì gọi là hành bát nhã và làm bật đa cụ thọ thiện hiện bạch Phật, khi hữu thầy bạch Thế Tôn, tuy tất cả pháp đều không viễn ly, nhưng các hữu tình có nhiễm có tịnh, nếu các Bồ Tát có thể hành như thế thì chẳng hành sắc thọ tưởng hành thức, thế gian trời người a tố lạc vân vân đều chẳng thể chế phục hơn tất cả hạnh tu hành của thanh văn và độc giác đạt đến chỗ không gì hơn. Các đại Bồ Tát này do tác ý tương ứng với ban nhã và làm mật đa này, nên ngày đêm an trú phương tiện thiện xảo, hướng thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Lại nữa thiện hiện ý ông thế nào Giả sử tất cả hữu tình trong châu thiện bộ này Đồng một lúc đều được thân người rồi đều phát tâm bồ đề chọn đời bố thí lại đem việc bố thí này hồi hướng bồ đề do nhân duyên này được phước nhiều trăng, thiện hiện bạch rất nhiều bạch thế tôn Phật bảo thiện hiện, nếu có Bồ Tát dù chỉ một ngày, an trụ tác ý tương ứng bát nhã và làm mật đa, thì đạt được công đức nhiều hơn trước vô lượng vô số. Vì sao? Vì Bồ Tát như thế đúng như thật an trụ tác ý tương ứng bát nhã và làm mật đa sâu xa. Như thế thì có thể làm dụng phước cho tất cả hữu tình. Do Bồ Tát này phát sanh tâm từ, nên các loài hữu tình không ai bằng chỉ trừ như lai ứng tránh đẳng giác. Bồ Tát như thế đầy đủ trí tuệ thủ thắng vi diệu do trí tuệ thủ thắng vi diệu nên thấy các hữu tình chịu khổ não lớn như bị hình và chém giết sanh lòng đại bi lại dùng thiên nhãn thế là hữu tình lãnh thọ nghiệp vô gián đã trốn vô gián chịu các khổ não hoặc bị lưới tà kiến phủ che chẳng thấy được đường tránh cái xong thương xót càng xanh lòng nhàm chán sợ hãi duyên góp tất cả hữu tình ở thế gian khởi tác ý tương ứng với đại từ bi ta phải làm bậc thầy dẫn đường lớn để cho tất cả hữu tình thoát khỏi các khổ. Mặc dù nghĩ như thế nhưng không an trú tưởng này cũng chẳng an trú tưởng khác. Như thế gọi là Bồ Tát có ánh sáng trí tuệ lớn. Do an trú trên sự an trú này nên có thể làm rộng phước cho tất cả thế gian, tuy chưa trên đáp trí nhất thiết trí. Nhưng đối với Bồ Đề không còn thối truyền, có thể thọ nhận tất cả sự cúng dường của thí chủ Bồ Tát như thế là an trú bát nhã bà làm mật đa đã có thể đền ơn thí chủ một cách trọn vẹn, cũng gần gũi trí nhất thiết trí. Thế nên Bồ Tát muốn chẳng nhận lãnh sự cúng dường của tín thí thế gian một cách hư dối, muốn chỉ dạy con đường trần tịnh cho hữu tình, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình, muốn làm ánh sáng lớn cho thế gian, muốn giải thoát cho hữu tình ra khỏi lao ngục sanh tử, muốn ban cho hữu tình pháp nhãn thanh tịnh, thì thường nên an trú hút tác ý tương ứng với bát nhã ba la mật đa sâu xa do tác ý này nên nói ra điều gì cũng đều tương ứng với nghĩa thú của bát nhã ba la mật đa các tác ý khác không bao giờ khởi lên vì sao vì bồ tát tác ý tương ứng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế tiếp nối liều chuyển ví như có người trước kia trời từng có ngọc bóng mạt ni sau có được phan hỷ vui mừng nhưng gặp duyên bị mất Lòng rất buồn khổ, luôn nhớ nghĩ than tiếc hồn nguôi, suy nghĩ nên tìm phương kế gì để được lại ngọc ấy. Do đó người kia luôn nhớ nghĩ đến ngọc báu này không lúc nào quên. Bồ Tát cũng thế, thường an chú hút tác ý tương ưng ban nhã bà ba làm mật đa sâu xa. Nếu hút chẳng an chú tác ý như thế thì làm tiêu tàn mất tác ý tương ứng với trí nhất thiết trí. Bây giờ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp và các tác ý đều lìa tự tánh, thì vì lẽ gì Bồ Tát chẳng lìa tác ý tương ứng trí nhất thiết trí của bát nhã? Phật bảo thiện hiện, nếu các Bồ Tát biết tất cả Pháp và các tác ý đều lìa tự tánh, thì các Bồ Tát chẳng lìa trí nhất thiết trí của bát nhã bà làm mật đa. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí của bát nhã bà làm mật đa sâu xa và các tác ý tự tánh đều không, không tăng, không giảm. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu bát nhã và làm mật đa sâu xa tự tánh thường là không, không tăng không giảm, thì làm sao Bồ Tát tăng trưởng bát nhã và làm mật đa để có thể gần gũi Bồ Đề, Phật Bảo thiện hiện. Nếu các Bồ Tát hành bát nhã và làm mật đa sâu xa, biết tất cả pháp không tăng không giảm thì đối với bát nhã và làm mật đa sâu xa cũng không tăng không giảm. Nếu các Bồ Tát có thể nghe biết tất cả pháp không tăng không giảm như thế mà chẳng kinh chẳng sợ cũng chẳng chìm đắm thì các Bồ Tát này hành bát nhã và làm mật đa sâu xa đã đạt đến rốt giáo an trụ địa vị Bồ Tát bất thối truyền, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Bạch Thế Tôn có phải ngay nơi bát nhã ba la mật đa mà có thể hành bát nhã ba la mật đa trong này thiện hiện chẳng phải? Bạch Thế Tôn có phải xa lìa bát nhã ba la mật đa có pháp có thể đắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng này thiện hiện chẳng phải? Bạch Thế Tôn có phải ngay nơi không của bát nhã ba la mật đa có thể hành bát nhã ba la mật đa trong này thiện hiện chẳng phải? Bạch Thế Tôn có phải xa lìa không của bát nhã ba la mật đa có pháp có thể đắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Này thiện hiện chẳng phải. Bạch Thế Tôn có phải ngay nơi không có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Này thiện hiện chẳng phải. Bạch Thế Tôn có phải xa lìa không có pháp có thể đắc có thể hành bát nhã ba la mật đa chăng? Này thiện hiện chẳng phải. Bạch Thế Tôn có phải ngay nơi không mà có thể hành không chăng? Này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải xa lìa không có pháp có thể đắc có thể hành không chăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải ngay nơi bát nhã bà la mật đa có thể hành không chăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải xa lìa bát nhã bà la mật đa có pháp có thể đắc có thể hành không chăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải ngay nơi xác thọ tưởng hành thức vân vân có thể hành bát nhã bà làm mật đa và hành không chăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải xa lìa sắc thọ tưởng hành thức vân vân có pháp có thể đắc có thể hành bát nhã bà làm mật đa và hành không trăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải ngay nơi không của sắc thọ tưởng hành thức vân vân có thể hành bát nhã ba la mật đa và hành không trăng này thiện hiện chẳng phải bạch thế tôn có phải xa lìa không của sắc thọ tưởng hành thức vân vân có thể hành bát nhã ba la mật đa và hành không trăng này thiện hiện chẳng phải thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn nếu như thế thì Bồ Tát dùng những pháp nào để có thể hành bát nhã ba la mật đa và hành không? Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào? Ông thấy có pháp có thể hành bát nhã ba la mật đa và hành không chăng? Thiện hiện bạch, bạch Thế Tôn không. Phật bảo thiện hiện. Ý ông thế nào? Ông thấy có bát nhã ba la mật đa và thấy có không là chỗ hành của các Bồ Tát chăng? Thiện hiện bạch, bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện ý ông thế nào pháp mà ông không thấy pháp này có thể đắc được chăng thiện hiện bạch bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện ý ông thế nào pháp chẳng thể đắc đó có hốt danh chăng thiện hiện bạch bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện có thật tướng của pháp mà ông chẳng thấy chẳng đắc đó là vô sành pháp nhẫn của Bồ Tát. Bồ Tát thành tiểu nhẫn như thế thì được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng gọi là đạo vô sở ý của Như Lai. Nếu các Bồ Tát siêng đang hành đạo này mà chẳng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, trí đại trí diệu, trí hít tự nhiên, trí nhất thiết trí và trí Như Lai thì không có lẽ đó. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật bạch thế tôn bồ tát vì các pháp vô sanh mà được thọ ký hiệu quả vị giác ngộ của phật chăng này thiện hiện chẳng phải vậy bạch thế tôn nếu thế thì làm sao các bồ tát có thể được thọ ký hiệu quả vị giác ngộ của phật Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào ông thấy có pháp để thọ ký quả vị giác ngộ của Phật chăng? Thiện hiện bạch, bạch thế tôn không, còn chẳng thấy có pháp có thể được thọ ký quả vị giác ngộ của Phật, cũng chẳng thấy có người có thể chứng đắc quả vị giác ngộ của Phật. Thời gian chứng, nơi trốn chứng và do đề chứng hoặc có pháp được chứng cũng đều chẳng thấy. Phật bảo thiện hiện vì tất cả pháp bất khả đắc nên chẳng nên nghĩ đây là năng chứng, đây là sở chứng quả vị giác ngộ của Phật. Khi ấy trời đế thích bạch Phật. Bạch Thế Tôn bát nhã bà la mật đa như thế rất là sâu xa, có thấy, khó biết, rốt ráo sang liền. Chẳng phải với chút ít căn lành mà các loài hữu tình có thể đối với bát nhã bà la mật đa sâu xa như thế, viên chép, lắng nghe, thọ trì, đọc tụng. Bây giờ Phật bảo trời đế thích. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói, Kiều Thi Ca, giả sử tất cả hữu tình trong châu thiện bộ này đều thành tựu mười thiện nghiệp đạo phước như thế, so với phước đạt được của người có thể biên chép, lắng nghe thọ trì, đọc tụng, kinh điển, bát nhã và làm mật đa sâu xa thì trăm phần chẳng bằng một, ngàn phần chẳng bằng một, cho đến vô số cực phần cũng không bằng một khi ấy có bí xô bảo với trời để thích nếu có người biên chép, lắng nghe, thọ trì đọc tụng, bát nhã và làm mật đa thì đạt được công đức hơn ngài trời thích thừa. Các loại hữu tình kia chỉ cần khi mới phát tâm đầu tiên còn hơn tôi, vốn là biên chép lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh tấn tu học, tư duy đúng pháp, ban nhã, bà làm mật đa, bị sổ nên biết, lại hữu tình đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát ấy đạt được lượng phước hơn khắp tất cả thế gian, trời, người, a tố, lạc, vân vân. Lượng phước mà Bồ Tát ấy đã đạt được cũng hơn tất cả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác. Cũng hơn tất cả Bồ Tát xa lìa phương tiện thiện xảo của Bát Nhã, Bà La Mật Đa mà tu hành bố thí, tịnh giới, an à nhẫn, tinh tấn, tịnh lợi Bà La Mật Đa và các công đức khác. Bí sổ nên biết nếu các Bồ Tát đúng như lời dạy giống phương diện thiện, thiện xảo tu hành ban nhã và làm mật đa sâu xa, thì các Bồ Tát này hơn khắp tất cả thế gian trời người A Tố Lạc vân vân, thế gian trời người A Tố Lạc vân vân đều nên cúng dường. Vì sao? Vì các Bồ Tát này có thể đúng theo như lời dạy mà tu hành rốt giáo bát nhã ba la mật đa sâu xa. Các Bồ Tát này có thể tiếp nối chủng tánh, trí nhất thiết trí, không mất, thường chẳng xa địa trên Phật Thế Tôn, thường không xa địa tỏ bồ đề vi diệu, thường có thể cứu vớt các loài hữu tình chìm đắm trong bùn sanh tử. Các Bồ Tát này khi tu học như thế, thường học Pháp cần nên học của Bồ Tát chẳng học pháp nên học của nhị thừa các thiên thần vân vân thường theo ủng hộ bốn đại thiên vương đi đến chỗ của người đó cung kính cúng dường đồng thưa lành thay đại sĩ nên siêng năng tinh tấn tu học pháp cần nên học của chúng bồ tát sẽ mau được an tọa tạo bồ đề vi diệu mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như thiên vương xưa kia dâng bốn bát con cũng sẽ dâng Bí sư nên biết đối với các Bồ Tát này, thiên đế chúng con còn đi đến chỗ của vị ấy cung kính cúng dường huống là các thiên thần khác. Bí sư nên biết, các Bồ Tát này khi học như thế, tất cả Như Lai và các Bồ Tát chư thiên rồng vân vân thường theo hộ vệ. Do nhân duyên này, tất cả hiểm nạn nguy khốn ở thế gian, làm cho thân tâm buồn khổ chẳng thể làm tổn hại, cũng chẳng có thể phát sinh các thứ bệnh. Bí sổ nên biết các Bồ Tát này đạt được những lợi ích thù thắng hiện tại như thế và công đức ở đời sau thì vô lượng vô biên. Khi ấy Đà thẩm nghĩ, thiên chủ đế thích tự mình có biện tài khen ngợi công đức của Bồ Tát như thế, hay nhờ oan lực